Em xin kính chào tất cả các bác đang xem cái video của em nhé. Để quay trở lại cái video ngày hôm nay, xin chia sẻ với toàn thể tất cả các bác, các anh em nhà mình làm nghề cơ khí, đó là top 4 mẫu máy hàn mic đầu liền của hãng Gia Xích chính hãng tại Việt Nam. Đấy, thì đây là cái 4 cái mẫu mã máy hàn mic đầu liền mà rất nhiều các bác đang sử dụng cái con này. Đấy, thì em xin chia sẻ luôn, đó là 4 mã như sau. Đó là mã mic 200G03 chạy điện 220. Đấy, tiếp theo đó là máy mã mic 200G04 chạy điện 380 nha các bác nhá, tức là 3 pha lửa. Đấy, con tiếp theo là con NB250E. Đấy, con này chạy điện 220. Và con cuối cùng đó là con mic NB270D G346, thì con này cũng chạy điện 220, điện 380, 2 pha và 3 pha luôn, 380. Đây là 4 mã máy hàn mic đầu liền. Máy hàn mic này thì để dùng cho tất cả các bác ở xưởng vừa và nhỏ. Đấy, thì hoặc là các bác mang đi công trình chuyên hàn cái dây 0.8, 1.0 và có thể hàn dây 1.2 nha các bác nhá. Thì bên em có đầy đủ các mẫu mã máy hàn mic. Đấy, đầu liền hay đầu rời hay máy cắt plasma, các mẫu mã. Thì nếu các bác nào mà có quan tâm mẫu mã máy hàn gì hay là hoặc máy gì cắt nhôm nhá, thì có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại bên góc màn hình. Thì nếu mà bên anh em mình em báo giá, nếu được thì anh em mình giao lưu, em có thể gửi hàng ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Đấy, anh em mình uy tín làm ăn. Đấy, thì đây em cũng là có cửa hàng rất đàng hoàng. Đấy, nên là các bác cũng hết sức là yên tâm. Đấy, còn đối với nhiều các bác hỏi về hàng Gia Xích này, thì đây là hàng Gia Xích chính hãng nha tất cả các bác nhá. Hàng chính hãng thì tại Việt Nam mình ở đó do đơn vị Welcome phân phối. Đây có chữ Welcome này, các bác để ý những mặt hàng nó có chữ Welcome. Và bên này có chữ Welcome nền, nhất là nền đen. Bên này là sẽ là có chữ của Gia Xích. Đấy, nên là các bác nhìn vào đây nữa, nước sơn nhiếc là sơn tĩnh điện rất là đẹp. Đó, nhìn rất màu, rất tươi, sáng. Đặc biệt nữa là nó có sẽ có cái tem bảo hành điện tử như thế này. Thì có những lô thì nó sẽ là bảo hành, bây giờ là bảo hành không cần cào. Chỗ này có cái này thì nó có phần cào đây, cái trong này có mã, mình cào ra. Còn có một kiểu tem đã cũng kích hoạt bảo hành điện tử như thế này, nhưng mà chỉ cần mình đánh cái số Siri máy ở đây vào này, GG đây là số Siri máy, là có thể bảo hành được, hoặc là bảo hành qua trang web của bên Welcome Gia Xích là được. Đấy nha các bác nhé, các bác để ý tất cả các mẫu mã máy thì hàng chính hãng thì bao giờ nhìn nước sơn nhá, nhìn nó rất là đẹp. Đấy, làm cả... Còn nhiều bác bảo hỏi sao có những anh bên kia bán chữ ra có máy hàn Gia Xích nhưng mà sao rẻ. Rẻ thì nó chỉ tầm hơn 7 triệu thôi, hoặc 8 triệu. Đấy, cũng 250 đầu liền như này. Đấy, thì anh em biết đấy là hàng gọi là hàng nhái. Đấy, thì nói chung là nếu mà bên em thì bán nhiều trên về hạn xịn luôn. Thì có rất nhiều bác làm đã từng mua hàng nhái sau cuối cùng phải thanh lý hết, lại chuyển hết sang hàng xịn. Đấy, thì các bác phải biết như nào thì chất lượng Gia Xích. Còn nhiều các bác cứ ở đi bây giờ đi hỏi thăm mua máy hàn mic như thế nào thì đều hầu như các anh em thợ đều khuyên là dùng là máy mua máy hàn là mua máy hàn Gia Xích. Cho nó em thì thật ra thì em thấy là anh em cái nhu cầu anh em chọn thôi. Cho nên thật ra thì bây giờ cũng tùy vào túi tiền anh em mình. Còn ở đầu hầu như anh em mình thợ làm nghề ấy, thì đều là chơi hàng xịn luôn. Đấy, để nói tính độ bền. Em nói thật với tất cả các bác mua sắm một cái máy ra, một cái máy này về các bác dùng túi đi, hiểu các bác phá nào phá, thì em nghĩ là nếu mà anh em mà dùng bền thì chắc nhanh thì nó mà 6-7 năm là tạ là vứt. Nhưng mà nói chung có những anh em hầu cho anh em mua đấy là anh em phá lắm nhá, hoặc đập đát quăng quật mang công trình 6-7 năm. Còn nếu không á, phải đến chục năm. Nói thật, nếu mà cứ để ở xưởng cứ là định kỳ rồi là làm thôi thì em nghĩ là phải chục năm thật. Thì chục năm sau các bác mới quay lại mua của em con máy nữa, em nói thật. Đấy, nhiều bác nói chung chỉ có mua thêm máy thôi, trừ các bác mang công trình quăng quật hoặc bất trộm nhiếc thì mới phải mua thêm thôi, chứ còn hoặc là ấy chứ tự nhiên hỏng, báo tự nhiên hỏng mà không sửa nữa thì không bao giờ có. Đấy, nên là những cái dòng này thì các bác yên tâm. Còn đối với chế độ bảo hành của hãng thì đều là 18 tháng bảo hành trên toàn quốc. Thì bây giờ các hãng này thì hầu như nó sang Gia Xích Welcome có nhiều cái showroom trung tâm bảo hành trên toàn quốc rồi. Đấy, các bác ví dụ như các bác mua của em, nếu mà các bác thích em có là tìm cái địa chỉ gần khu nhà bác, hoặc tốt nhất là các bác cứ liên hệ với em. Bởi vì máy em bán ra thì em sẽ có trách nhiệm với tất cả các bác. Đấy, để bảo hành rồi là có cái chế độ như trục trặc gì thì em sẽ xử lý, như thắc mắc gì máy trong quá trình sử dụng em sẽ tư vấn giúp hỗ trợ các bác. Đấy, từ A đến Z. Thì nói chung là vừa rồi em đã giới thiệu qua 4 mã này là đều là đầu liền để lắp cuộn dây 15 cân. Đấy, các bác nào thích xưởng có điện 3 pha thì chơi điện 3 pha, còn nếu điện 220 chơi điện 220, còn nếu mà thích nữa thì mang công trình hoặc lấy nữa thì lấy con này, là con NB270D này. Con này một thời cực kỳ hot, mới ra nó cực kỳ hot bởi vì nó chạy được đa dòng điện, điện nào nó cũng chơi được các bạn. Đấy, hàn mic và hàn que luôn.
mang công trình nhất hàn khí trộn, hàn CO2. Đối với bốn con máy hàn này thì là đều có thể hàn tốt ở cái dây 0.8, 1.0 các bác nhá. Còn dây 1.2 có thể hàn được nhưng hàn vừa phải. Đấy, nói chung là nhiều bác em bán nhiều cho bác, các bác mà có một số các bác hàn chuyên về hàn thùng ô tô ấy, em bán cho con 250 điện 220 này, các bác hàn thùng ô tô, hàn thùng ô tô. Đấy, thì hàn dây 1.2 các bác anh đốt vào vả, chả thấy sao em ạ. Đấy, nói chung là những cái dòng này thì hàng gia xích này, thứ nhất là hàng chuẩn, chuẩn đúng dòng của nó. Đấy, chứ không nhiều những hàng rẻ thì nhiều các bác có để hẳn 250 hoặc là 300. Đấy. Nhưng thực chất nó không đúng cái dòng hàn của nó ra là bấy nhiêu. Đấy, các bác, và điện dòng hàn ra nó không được ổn định. Đấy, nên hàn nó không bao mềm ngọt và êm như cái dòng hàng chính hãng. Em bán rất nhiều cho các bác mà các bác có những các bác mà trước đây anh không biết mua hàng, anh cứ mua hàng gia xích nhưng mà anh không biết hàng chính hãng. Nên anh mua thì bây giờ nhiều các bác mua của em một con về hàn ngon ok, xong là sau là thanh lý hết cái máy cũ là máy nhái đi, là mua hết dàn máy mới hàng chính hãng này về. Đấy, em chia sẻ thật với tất cả các bác như vậy. Đấy, thì nhiều các bác có hỏi rằng là những con này thì nó hàn được có khí hay không, hoặc là hàn được dây inox hay không, hay hàn nhôm được không. Thì em xin chia sẻ những con này, những dòng này thì chuyên hàn có khí các bác nhá. Nếu mà hàn dây không khí thì hàn được nhưng mà nó xấu, nó xấu lắm. Nếu mà những con nó phải có cái dây lai thì nó hàn có khí, không dùng khí thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, còn những con này là chuyên dòng dùng cho anh em mình dùng khí. Đấy, khí ở đây là khí CO2 nhá các bác nhá. Đấy, thì như vừa nãy em đã chia sẻ đấy, thì nó hàn tốt ở dây 0.8, 1.0, 1.2 cũng hàn được. Đấy, thì nhiều các bác bảo hỏi là hàn inox hay không. Hàn inox, những dòng này thì hàn được inox. Nhưng mà mình, thứ nhất các bác phải đổi sang dây inox. Nếu mà như các bác mà chuyên ở cái xưởng, em bán xưởng hàn bàn ghế inox, bàn ghế inox ấy, hoặc là cái đồ inox, đồ gia dụng, thì anh em rất nhiều anh em lấy con điện 3 pha này. Đấy, hàn inox cực kỳ là ok luôn. Hàn đồ gia dụng, bàn ghế móc keo. Đấy, hoặc là các bác lấy có những một số các bác là lấy con nhỏ hơn em cũng có nhá. Nếu mà bác nào cần về kinh phí thấp hơn. Còn những con này thì các bác hàn inox sướng lắm. Nhiều bác hàn bản dày bảo anh hàn con đốt pha pha sướng lắm. Thì các bác hàn inox các bạn này hàn khí trộn. Đấy, thì rất là ok luôn. Đấy, hoặc đây, những con này thì nó sẽ là có khí trộn luôn. Những con này thì có là hàn được cả nhôm. Nhôm tức là nhôm đây anh nhớ anh em mà hàn cầu thang nhôm. Đấy, và tay cầu thang ấy bằng nhôm đúc ấy. Đấy, con này có thể hàn được, vì cái giá nếu mà nhiều khi các bác bảo hàn mua máy hàn chuyên hàn nhôm thì nó hơi đắt, nó đắt của gấp đôi con này luôn, 20 triệu. Cái con này nó tầm trên chục, mười mấy ấy. Đấy, thì giá thành nó bằng một nửa nhưng mà mình vẫn hàn được, hàn sắt được này, hàn inox được này. Đấy, con này thì nó có cả khí trộn này các bác này. Đấy, chiếc này khí trộn. Đấy, hàn 2T4T, con này thì là mẫu mới nhất. Lúc mới ra thì con này cực kỳ là hot, nhiều bác mua lắm. Con này nhìn hot nhưng giá nó cao hơn so với những cái ba thằng này một chút. Đấy, thì cũng tùy vào mục đích của các bác và túi tiền của các bác. Nếu các bác nào ấy, em đang nghĩ làm thợ thì có thể nó tham khảo qua bốn cái mẫu này trực tiếp. Nếu mà muốn em tư vấn sâu hơn, kỹ hơn thì nếu các bác có thể là kết bạn Zalo với em qua số điện thoại bên góc màn hình để em chia sẻ tư vấn, và gọi điện trực tiếp với em tư vấn cho tất cả các bác để lựa chọn làm sao cái máy về các anh em mình làm nghề phục vụ trong công việc của mình. Còn đây là bốn con đầu liền. Đấy, đây là những con đầu liền nha các bác nhé. Đây, đầu liền đó tức là lắp cuộn dây luôn bên này. Đấy, thì các bác nhìn thấy đây là toàn là hàng chính hãng hết. Đấy, các bác nào mà thích những con máy hàn mic nào thì liên hệ với em qua số điện thoại bên góc màn hình nhá. Em chia sẻ tư vấn với tất cả các bác. Đấy, anh em nhà mình nếu có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại bên góc màn hình hoặc cái bạn Zalo nhá. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái video của em. Em xin chân thành cảm ơn.